Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Ung thư phổi giai đoạn 4, đừng từ bỏ hy vọng. Hỏi về xét nghiệm biomarker, chương trình này được tài trợ bởi AstraZeneca. Top Star Real Estate 714-863-7824. Và tiếp tục trong những phần tin địa phương thì thưa quý vị, cảnh sát ở tại Las Vegas cho biết là họ vừa mới bắt được một tên đàn ông và có thể đây là một tên giết người hàng loạt. Đây là Gary Walker, thưa quý vị. Cảnh sát bắt được cái tên này đó là bởi vì trong tuần này có một phụ nữ, hiện nay danh tính của cô không có được công khai. Cô đi đến sở cảnh sát của Las Vegas và cô báo là cô bị cái tên này bắt cóc, đem về nhà của hắn và sau đó hắn đánh đập cũng như là cưỡng hiếp cô trong suốt nhiều ngày. Và trong cái lúc mà bị giam giữ đó thì người phụ nữ này cho biết là cổ phát hiện là hắn còn bắt thêm người khác về và hắn đã giết cái người kia rồi. Thì khi mà cảnh sát nghe theo lời người phụ nữ này đi đến căn nhà ở trên đường Nellis ở Las Vegas thì cảnh sát sau khi lục soát căn nhà, họ đã tìm ra thi thể của một người phụ nữ thứ nhì, đúng như lời cô gái khai. Và cái người phụ nữ thứ nhì này bị bắn chết, sau đó bị nhét xác vào trong cái vali, thưa quý vị. Cái tên Gary Walker này hiện nay đã bị giam giữ ở trong nhà tù và không có được đóng tiền thế chân bởi vì cái tính chất của vụ án cũng như là cảnh sát lo sợ là với hai những cái tội lớn nặng như thế này y có thể bỏ trốn, cho nên hiện nay là y bị giam giữ không được đóng tiền tại ngoại. Nhưng mà cảnh sát cũng nói rằng hai người phụ nữ này có vẻ như không liên quan gì đến nhau và cũng không quen biết tên này, cho nên không hiểu cái động cơ vì sao mà y bắt cóc họ rồi giết chết một người nhưng mà lại thả người thứ nhì đi. Dịch cúm viêm phổi coronavirus không chỉ gây ảnh hưởng đến những người trên bộ mà những người trên biển, thưa quý vị, ảnh hưởng rất lớn. Tất cả các du thuyền du lịch ở châu Á ngày hôm nay được ghi nhận là sẽ gặp trở ngại rất lớn nếu như tìm cách cập bến. Một chiếc du thuyền mới nhất mang tên Holland America MS Westerdam. Chiếc du thuyền này là MS Westerdam. Hôm nay bơ vơ giữa biển trời. Không một quốc gia nào cho vô hết. Họ cho vô với điều kiện ở đó 14 ngày. Đậu ngoài cái cảng phải không? Đậu ngoài cái cảng 14 ngày xong rồi bắt đầu mới được disembark, mới cho phép lên bờ. Nhưng mà tàu MS Westerdam này nói 2.000 du khách trên tàu không có ai bị cái triệu chứng gì hết, không ai bị cúm bị gì, không ho, không gì hết. Ông Thủ tướng Shinzo Abe tuyên bố, I don't care, tôi không cần biết. Quý vị muốn cập bến, không sao hết, cứ cập đi, ở trên đó 14 ngày cho tôi để bảo đảm là không có một người nào là bị ho, bị cúm hết. Còn nếu có bị cúm á, thì chắc chắn là phải qua thử nghiệm. Bởi vì tin tức của ông Thủ tướng Nhật đưa ra vào sáng nay, ông quá sợ luôn. 61 người bị nhiễm bệnh rồi. Chỉ cần một người từ Vũ Hán có mặt ở trên đây là 61 người. Còn nữa thưa quý vị, bởi vì cái chiếc du thuyền đang đậu ở Yokohama nó tới 3.000 du khách lận. Riêng với chiếc Westerdam này, hôm nay họ xin phép đậu ở Đài Loan không được, xin vào Philippines cũng không cho, ngay cả Hoa Kỳ đến đảo Guam, xa thật là xa luôn á. Đảo Guam nói, sorry, đến đây cũng được nhưng mà cứ chờ 14 ngày. Trong khi cái chuyến hải hành của Westerdam là khởi đầu từ Yokohama của Nhật Bản, mà chẳng lẽ bây giờ họ quay trở về Yokohama rồi ở đó 14 ngày hay sao? Và nếu như vậy thưa quý vị, là phải bồi thường toàn bộ 2.000 hành khách, chưa kể là còn phải cung cấp cho họ những cái coupon để có thể trở lại tàu này trong tương lai nữa. Cho nên ngày hôm nay, thuyền trưởng cũng như là công ty Holland America họ rất là bực bội, họ nói rằng
chỉ xui cho một điều là chiếc du thuyền này khởi sự từ châu Á và các bãi bến đậu đó là ở châu Á. Còn tất cả các du thuyền ở châu Âu, ở Mỹ, Carnival Cruise ở Jamaica, Florida không bị ảnh hưởng gì hết. Nhưng du thuyền mà cập bến ở châu Á là không được vào. Mà chẳng lẽ đậu đây 14 ngày du khách họ sẽ không đồng ý. Mà bây giờ không đồng ý, đi đâu bây giờ Thảo Yên? Không có một quốc gia nào cho vô hết. Phiền ghê ha. Không mà, mà không đủ xăng để mà đi xa hơn nữa đó. Chỉ có đi lòng vòng ở trong châu Á thôi. Cái điểm xa nhất mà tàu có thể đến được là đảo Guam. Mà cũng hôm nay cũng không cho vô luôn nữa. Mà chẳng lẽ đến đảo Guam rồi chờ đó 14 ngày. Lương thực nó không đủ. Nhưng mà cái vấn đề lương thực không phải vấn đề nữa. Nhưng mà vấn đề đây là người ta không chịu. Và như vậy đó là người ta kiện là sập tiệm luôn. Tại vì không có ai. Nếu như có người bị bệnh thì là sẽ có lý do để cho tàu cập bến. Nhưng mà cái bệnh này nó ủ bệnh đến 14 ngày cho nên là phải theo cái luật thôi chứ bây giờ làm sao? Đó, thì ông Thủ tướng Shinzo Abe nói tôi đâu có biết được trên người này. Bây giờ thì không bệnh nhưng mà mấy ngày tới bệnh thì bây giờ cho những cái người này lên trên bờ của Nhật Bản là chết thôi. Vâng, thưa quý vị, trong khi đó công ty chuyên bán những cái sản phẩm mà dành cho con nít đó, chẳng hạn như những cái nôi hay là những cái túi đeo ngực phía trước rồi quý vị bỏ con nít vào, thì mới sáng ngày hôm nay họ cho biết là họ phải thu hồi 14.000 cái túi đeo trước ngực như quý vị thấy, nó gọi là infant carrier đó. Dạ vâng, là bởi vì có một cái lỗi là những cái buckle lại bằng nhựa ở đây nè quý vị, mình cặp vào đó thì sẽ không may là nó sẽ bị bung ra, mà nó bung một cái thì có thể là rớt con nít xuống, nó rất là nguy hiểm. Wow. Dạ vâng, thì công ty này họ cho biết là đặc biệt là với 4 cái lot mà bán trong khoảng thời gian từ tháng 11 cho đến tháng 12 năm 2019 và được ship đến cho các tiệm của Target, được bán với cái giá từ khoảng 30 cho đến 50 Mỹ Kim đó, thì họ nói đặc biệt có 4 cái lot với cái số là 0619 và 0719. Thì quý vị có thể, nếu mà quý vị có cái hiệu này là Infantino, quý vị vạch những cái tag mà nó ngay ở đây nè, thì sẽ thấy được cái lot number, thì xem cái lot number của mình có phải nằm trong cái đợt recall này hay không. Chỉ có hai cái lot là 0619 và 0719 thì mới bị recall mà thôi. Còn tất cả nếu mà không phải những cái số này thì là yên tâm để mà sử dụng. Rất là may là công ty này họ nói là có khách hàng báo cho họ trước, chưa có cái tai nạn nào xảy ra cả, không có thương tích nào cho baby nào cả. Thì nếu mà quý vị mua nhầm cái loại cái sản phẩm mà nằm trong cái đợt recall lần này thì đi đến Target họ sẽ giúp quý vị đổi một cái mới hoặc là có thể hoàn tiền lại 100%. Đây là bản đồ của Alaska, thưa quý vị, một chiếc máy bay từ thành phố Beto để tới Kipnuk của Alaska mang theo 5 hành khách. Cảnh sát Alaska ngày hôm nay cho biết chiếc máy bay đã tử nạn ngày hôm qua và giết chết cả 5 người. Cuộc điều tra của cơ quan an toàn chuyển vận của Hoa Kỳ đang diễn ra, nhất là cơ quan hàng không, để tìm hiểu xem vì lý do nào. Chiếc máy bay theo bản tin ghi nhận gọi khẩn cấp lúc 1 giờ 30 chiều ngày hôm qua. Và đây là loại máy bay UH, chỉ có một động cơ thôi. Và lực lượng tuần duyên của Alaska đã đưa trực thăng Black Hawk lên để truy tìm. Và cuối cùng họ đã tìm thấy cái xác của chiếc máy bay. Và tiến trình thu hồi thi thể đang được tiến hành. 5 người bao gồm 1 phi công, 4 hành khách đã thiệt mạng. Dạ vâng, thưa quý vị, và cảnh sát ở tại tiểu bang South Carolina, chính xác là ở thành phố Waterboro, cho biết là họ vừa giải cứu một người phụ nữ trong một cái tai nạn khá là hy hữu. Cái chuyện xảy ra là trong cuối tuần vừa rồi, thưa quý vị, người phụ nữ 54 tuổi đang lái xe ở trên một cái đoạn freeway vắng vẻ, freeway I-95 ở South Carolina, thì bị
nổ mất một cái bánh xe, nhưng mà bà ta tự dùng cái đội đó đội xe lên để mà thay bánh. Nhưng mà trong lúc mà đang thay thì không hiểu sao mà cái xe nó bị sập súng, thưa quý vị, đè cái hai tay của người phụ nữ này luôn. Và trong suốt 45 phút đó không có ai đi qua cả. Và bị đè thì cứ tất nhiên là đau đớn vô cùng. Vậy mà người phụ nữ này bà rất là mạnh mẽ và cũng nhanh trí lắm. Bà dùng chân của mình, thưa quý vị, làm bà tìm mọi cách móc cái cell phone ra và dùng ngón chân bấm 911. Và cuối cùng các lính cứu hỏa họ đã tới được. Thì họ nói là lúc mà họ tới đó thì những cái ngón tay của người phụ nữ này có thể là bị đè trong thời gian quá lâu, không có cử động được nữa. Thì họ hy vọng là họ có thể giữ được cái bàn tay cho người phụ nữ này. Rất là may là cô cũng không có bị thương tích gì nặng lắm. Thật nhanh, một người đàn ông ở Canada cũng là từng là ra tranh cử cái ghế thị trưởng của Canada. Ông vừa nói với tòa, tòa hỏi anh còn tiền mặt hay không? Ông nói tôi đốt hết rồi. Một triệu đô la tiền Canada. 1 triệu đô la tiền Canada đốt để làm gì? Ông nói tôi không muốn chia tài sản cho vợ tôi. Wow. Nó lấy tiền nó bao dài. À. Ông tòa vô tù. Ủa sao vậy? Bỏ 30 ngày tù vì cái tội đốt tiền. Thật á? Yeah. Quý vị muốn nghe thêm chuyện này nữa hay không? Mời quý vị trở lại với chúng tôi thứ hai. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Chiều nay chúng tôi có câu chuyện thời sự trong tuần, bàn về một trong những đề tài trong bài thông điệp liên bang của Tổng thống Trump khi ông gọi các thành viên của Đảng Dân Chủ là người cộng sản theo xã hội chủ nghĩa. Vấn đề này như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi chiều nay sau phần tin tức buổi chiều của Liên đoàn Sài Gòn TV. Chúc quý vị một cuối tuần thật nhiều niềm vui bên gia đình. Hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau.